Có thể nói rằng là 6 tháng cuối năm thực sự là 6 tháng hết sức quan trọng trong kế hoạch các đội tuyển quốc gia. Như chúng ta đã biết là ngày 17 tháng 7 này chúng ta sẽ bốc thăm vòng loại World Cup tại Kuala Lumpur. Và trong tháng 9 đến cuối tháng 11 chúng ta có 6 trận vòng loại World Cup. Ngoài ra thì đội U22 chúng ta cũng đang chuẩn bị tập trung để chuẩn bị cho SEA Games. Và như các bạn đã biết rằng là để kết hợp giữa các giải trong nước cũng như để chuẩn bị cho công tác tập huấn lực lượng cũng như kiểm soát lực lượng thì cái quá trình này đã diễn ra trong suốt thời gian vừa qua, khi các trận đấu của V-League, của hạng nhất, của hạng nhì đều được các huấn luyện viên cũng như các trợ lý, những người được giao các nhiệm vụ trong từng cái lĩnh vực một đã có sự theo dõi sát sao, đánh giá lực lượng cầu thủ để có một cái danh sách cho ông Bắc trước khi chúng ta tập huấn. Và từ nay đến tháng 9 thì đội tuyển chúng ta sẽ sau khi bốc thăm sẽ thi đấu các trận vòng loại World Cup. Và ở đây thì đây là những cái trận đấu mà tôi nghĩ rằng là nó hết sức quan trọng. Đấy, và cái thời gian mà chúng ta giữa V-League và cái vòng loại World Cup rất là đan xen, rất là chặt với nhau, nên chính vì vậy mà các cái trận đấu trước các trận đấu vòng loại World Cup thì đội tuyển sẽ có cái 4 ngày, 4 ngày đến 5 ngày được tập trung như các đội tuyển khác ở các giải league để tham dự những trận đấu vòng loại World Cup. Về mục tiêu SEA Games thì cũng là một mục tiêu quan trọng trong năm nay đối với đội U22. Thì vừa qua thì đội U22 chúng ta cũng đã có những cái trận đấu thử nghiệm và có cái tham dự cái vòng loại châu Á và cũng bước đầu có những cái định hình được. Đây là một cái đội mà năm nay ông Bắc mới làm việc chính thức, và chính vì vậy mà chúng tôi cũng cùng với ông Bắc đã đề ra những cái kế hoạch để giúp cho đội ông Bắc có thêm thời gian để làm quen với đội các cái cầu thủ trẻ thuộc lứa tuổi này. Và trong ngày hôm nay thì đội này cũng đã được tập trung. Trong tháng 8, tháng 9 chúng ta sẽ có hai đợt tập trung ngắn xen kẽ giữa V-League, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đặc biệt là ban chấp hành trong thời gian vừa qua cũng đã có những cái định hướng sớm, kêu gọi sự ủng hộ của các câu lạc bộ để làm sao xen kẽ trong V-League nhưng các tuyển thủ nằm trong lứa tuổi này vẫn lên tập trung để ông Bắc có những cái truyền đạt, những cái kiểm tra cũng như là đánh giá để sau khi mà chúng ta có cái đợt tập huấn chính thức thì chúng ta sẽ những cái con người, những nhân sự chúng ta sẽ là những cái đối tượng mà thực sự cần thiết cho cái đội hình của chúng ta tham dự SEA Games. Và trước SEA Games thì do thi đấu ở Philippines thì đội tuyển chúng ta sẽ tham dự cái giải đấu Bình Dương. Tại vì là cái khí hậu của Philippines và của Bình Dương tương đương với nhau, tương đồng với nhau. Chúng ta không đi tập trung tập huấn ở Hàn Quốc vì thời gian rất là ngắn. Nhưng mà tuy nhiên rằng là trong tháng 8, trong tháng 9 và tháng 10 thì chúng ta sẽ cố gắng có hai trận châu Mỹ cho đội U22 khi đội tuyển chúng ta đang đá vòng loại World Cup, nghĩa là sẽ có những trận giao hữu. Và chúng tôi đang liên hệ với Liên đoàn Trung Quốc, có thể trong tháng 9 này thì chúng ta sẽ có một trận giao hữu đối với đội tuyển U23 Trung Quốc. Đây là cái đội mà cũng đã lọt vào vòng chung kết U23 châu Á, dự kiến diễn ra vào tháng 1 2020 để chọn suất đi Olympic Tokyo. Và tuy nhiên là trong thời điểm đấy đội hình chúng ta cũng không thể full đội hình được, không thể toàn tập trung những cái cầu thủ tốt nhất được, vì những cầu thủ tốt nhất sẽ nằm ở đội tuyển quốc gia tham dự những trận đấu vòng loại của World Cup. Thì đấy là những cái kế hoạch của đội tuyển nam cũng như đội U23 chúng ta trong một cái quá trình chuẩn bị cho những sự kiện trong năm. Ngoài ra thì ngay sau khi kết thúc SEA Games thì đội tuyển chúng ta sẽ dự kiến sẽ có một chuyến tập huấn ở Hàn Quốc. Đấy, và sẽ dự kiến sẽ có hai trận thi đấu giao hữu. Hiện nay chúng tôi cũng đã liên hệ với đội tuyển Ả Rập Saudi U22 để chúng ta có những trận đấu tập huấn trước khi chúng ta bước sang Thái Lan vào đầu tháng 1 để tham dự vòng loại vòng chung kết châu Á U23 nhưng mà cũng là vòng loại cho Olympic Tokyo. Thì đấy là những kế hoạch đối với bóng đá nam. Ngoài ra thì từ nay đến cuối năm các đội U16, U15 và U16 đội tuyển của chúng ta cũng có rất nhiều các hoạt động. Mỗi một đội U15 quốc gia và U18 quốc gia đều tham dự vô địch Đông Nam Á. Chúng ta là đăng cai một bảng U18, đăng cai cái vòng chung kết U18 của AFF. Và
sau khi chung kết U18 AFF thì chúng ta sẽ tham dự vòng loại châu Á. Và mục tiêu của bóng đá Việt Nam đối với các đội trẻ cũng như những cái năm gần đây là cố gắng có mặt ở vòng chung kết châu Á. Tại vì chỉ khi có mặt ở vòng chung kết châu Á thì chúng ta mới có cơ hội để cho các cầu thủ ở các lứa tuổi U15 và U18 tiệm cận, làm quen, thi đấu với những đội mạnh hàng đầu của châu lục. Và đấy là trong những cái mà điều kiện để cho các cầu thủ trẻ của chúng ta có những cái phát triển nó vượt bậc trong thời gian vừa qua. Và cái điều này cần phải tiếp tục đầu tư duy trì. Và chính vì vậy mà đội U15 và U18 chúng ta sẽ tham dự giải vô địch Đông Nam Á sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật. Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong năm nay cũng đã làm việc với Liên đoàn bóng đá Nhật trong dựa trên cái ký kết giữa hai nước về hợp tác bóng đá dưới sự chứng kiến của hai thủ tướng vào năm 2018. Thì năm nay Nhật sẽ hỗ trợ chúng ta là 5 chuyến tập huấn. Trong đấy là có U19 nữ, có U18 nam, U15 nam. Và cái nhiệm vụ cuối cùng là của đội tuyển bóng đá nữ đang tập trung ở đây. Đội bóng đá nữ chúng ta cũng có hai nhiệm vụ rất là quan trọng. Đấy là tham dự vô địch Đông Nam Á cũng như là SEA Games. Và đội tuyển nữ trước hai sự kiện này đều được tạo điều kiện sang Nhật để tập huấn và thi đấu. Và ở bên đấy mỗi một chuyến đi chúng ta sẽ có từ 2 đến 3 trận đấu giao hữu với các câu lạc bộ mạnh của Nhật để giúp cho huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có một cái thời gian chuẩn bị cũng như là truyền đạt những cái ý tưởng của mình, đặc biệt là đối với các cầu thủ trẻ. Hiện nay là đội nữ chúng ta đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, nên chính vì thế mà cái việc được thường xuyên tập huấn cũng như là cọ sát thi đấu với các câu lạc bộ nước ngoài là một trong những cái điều kiện mà chúng tôi nghĩ rằng rất là cần thiết. Và những cái kế hoạch này cũng đã được triển khai một cách hết sức chi tiết cụ thể. Và cuối tháng này thì đội nữ chúng ta sau cái đợt tập huấn tại Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam thì sẽ lên đường tại thành phố Fukushima để chuẩn bị cho cái đợt tập huấn cũng như là chuẩn bị cho cái giải vô địch Đông Nam Á diễn ra tại Thái Lan. Có thể nói rằng là thời điểm này là thời điểm hết sức thuận lợi cho bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam đã nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ, của doanh nghiệp, đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo nhà nước. Và chúng tôi cũng đã có những cái kế hoạch cũng như là có những cái sự hợp tác để mang lại những cái điều kiện cần thiết để làm sao tiếp tục có sự đầu tư sâu cho các đội tuyển và đặc biệt là các đội tuyển trẻ. Tại bóng đá như là một cái dòng chảy và chúng ta cũng luôn luôn phải xác định rằng là bóng đá trẻ là tương lai. Nên chính vì vậy mà nếu mà chúng ta quên đi cái sự đầu tư cho bóng đá trẻ trong thời gian hiện tại với những thành công của các cái lứa cầu thủ hiện nay thì đấy là một cái sai lầm. Và chúng tôi xác định ngoài cái việc tiếp tục duy trì có những cái kế hoạch hiệu quả hơn cho các những cái đội lớn thì vẫn trọng tâm đầu tư cho các cái lứa U15 và U18. Tại vì là như chúng ta đã biết là cái World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada thì và Mexico là một cái World Cup số lượng các trận đấu, số lượng các đội tham dự sẽ tăng từ 32 đến 48. Thì đấy là một cái cơ hội cho tất cả các nước ở trong khu vực Đông Nam Á. Và cái việc mà nếu mà chúng ta không có cái sự đầu tư ngay từ bây giờ thì sợ đến lúc đấy thì chúng ta sẽ muộn. Tuy rằng cơ hội cũng rất là khó khăn nhưng chúng ta phải nỗ lực hết cái khả năng của mình. Nên chính vì vậy mà cái lứa U18 là cái lứa mà chúng tôi cũng đặc biệt được đầu tư cho cái năm nay. Và ngoài ra thì lứa U15 trong năm nay thì chúng tôi còn có những cái giải đấu được phối hợp với UEFA để UEFA tổ chức cái giải đấu tại Việt Nam. Trong đấy hiện nay dự kiến chúng tôi đã mời được đội U15 Nga, U15 Hàn Quốc, một đội U15 của châu Á nữa cùng với đội tuyển Việt Nam sẽ là một cái sự kiện cũng rất là tốt trước khi đội U15 chúng ta tham dự vòng loại châu Á. Và sau tháng 10 thì đội U15 lại tiếp tục nhận cái lời mời để tham dự một cái giải đấu ở tại Iceland cùng với Luxembourg và đảo Faroe. Thì có thể nói rằng đấy là những cái mở rộng đầu tư chiều sâu để cho các cái đội tuyển trẻ chúng ta có cái sự chuẩn bị hướng đến những cái tương lai nó ổn định và bền vững hơn. Đấy, và các cái nhà tài trợ cũng như mạnh thường quân đã đến với bóng đá Việt Nam ngày càng nhiều hơn. Và chúng tôi cũng muốn biến những cái nguồn lực đấy trở thành những cái đầu tư hết sức hiệu quả đối với bóng đá Việt Nam. Căn cứ trên cái thực tiễn thôi, khi tập trung thì thực sự không có muốn huấn luyện viên nào muốn tập trung ngắn ngày cả.
Tuy nhiên là năm nay là một cái năm mà bóng đá Việt Nam tham dự rất nhiều sự kiện. Ngay từ đầu năm, sau khi Suzuki Cup thì chúng ta tham dự cái vòng chung kết châu Á Asian Cup tại Abu Dhabi. Và ngay sau đấy thì chúng ta khi trở về nước thì các câu lạc bộ lại phải thực hiện cái nhiệm vụ tham dự các cái giải đấu quốc nội. Và trong năm nay thì cái quỹ thời gian của chúng ta nó rất là hạn hẹp. Và chính vì vậy là đứng trước cái nhiệm vụ, đứng trước các cái chỉ tiêu cũng như là đứng trước cái thực tiễn như vậy thì các bộ phận chuyên môn của Liên đoàn đã ngồi lại với nhau để tìm ra một cái giải pháp nó phù hợp nhất trong cái điều kiện thời gian mà của chúng ta đang diễn ra. Và từ nay đến cuối năm thì nó còn liên quan đến lịch của SEA Games, thì nó còn liên quan đến lịch vòng loại World Cup. Và cũng chúng ta cũng có cái vòng loại World Cup của chúng ta có một cái đặc điểm là như thế này, là nửa đội hình của chúng ta cũng từng đội U22. Nên cái đấy cũng là một cái rất là mừng khi bóng đá trẻ Việt Nam có nhiều cầu thủ tham dự đội tuyển quốc gia. Nhưng ngược lại thì có những cái hạn chế trong việc chuẩn bị cho đội U22. Đấy, và chính vì vậy mà đã bàn ra những giải pháp là làm sao để khi mà các cầu thủ trẻ U22 tham dự đội tuyển quốc gia đi thi đấu thì các cầu thủ khác vẫn phải có thời gian để tập huấn. Đấy, và chính vì vậy mà Liên đoàn cùng với các chuyên gia cũng như huấn luyện viên trưởng đã đưa ra những cái kế hoạch như chúng ta là có những cái đợt tập trung ngắn hạn, đồng thời bổ sung thêm trợ lý huấn luyện viên để quản lý cũng như là hỗ trợ cho ông Bắc trong thời lúc mà ông Bắc đi dẫn đội đi tham dự vòng loại World Cup. Có thể nói rằng là chúng tôi đang rà soát đánh giá lực lượng để có những cái sự tập trung đầu tư bên cạnh những cái khó khăn về cái mặt là lịch thi đấu cũng như là việc mà các em tham dự, ví dụ như là sắp tới đi thì tập huấn thì chúng ta vẫn thiếu một số vị trí, tại vì có những cầu thủ vẫn đang khoác áo đội hạng nhì và hạng nhất. Nên chính vì vậy mà cái việc mà rà soát lại, đánh giá lại và có một cái sự chuẩn bị cho năm sau là một cái điều mà các bộ phận chuyên môn phải tính toán hết sức kỹ. Tại vì chúng ta phải tính toán làm sao cho kế hoạch của các giải đấu quốc nội nó phục vụ cho các cái đợt tập huấn cũng như các nhiệm vụ của cái đội U18 cũng như U19 cho năm sau, là một trong những nhiệm vụ mà chúng ta phải rà soát cũng như là nghiên cứu một cách hết sức khoa học. Đồng thời là chúng tôi cũng đang rất là mong muốn là cái lứa tuổi này sẽ được tham dự một cái giải đấu có uy tín của châu Âu đấy, trong thời gian gần nhất. Đấy, và chúng tôi đã làm việc với một số đối tác đấy, và chúng tôi cũng đang triển khai những cái định, cái suy nghĩ, những cái ý tưởng của mình. Đấy, và khi mà có những cái kết quả cụ thể thì chúng tôi sẽ có những thông báo sau.